Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Hà Hồ lên đồ bà cháy cùng Kim Lý dự sự kiện, Đinh Chính chuyện khóc 7 ngày vì chia tay Cường Đô La. Vợ chồng Hà Hồ Kim Lý đúng kiểu trời sinh một cặp luôn ha các mẹ, xếp mạnh nhà này mà chỉ có một từ là u mê quên lối về, cả gia đình toàn cực phẩm không à. Theo ngôi sao đưa tin, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ loạt ảnh tham dự sự kiện thời trang danh tiếng tại bảo tàng Powerhouse ở Sydney, Australia. Nữ hoàng giải trí chọn chiếc đầm đỏ xuyên thấu rực rỡ, lấp ló vòng một quyến rũ. Bên cạnh cô, Kim Lý diện trang phục đơn giản với áo sơ mi và quần Âu nhưng vẫn tăng lên sự sang trọng lịch lãm. Sự kiện này còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao quốc tế như Vương Quán Nhật, ngôi sao Thái Lan, Gốc, Kanawood, Lily May Mark. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý còn có ảnh chụp chung cùng nam diễn viên Vương Quán Nhật, từng gây ấn tượng với vai diễn thị vệ Hải Lan Sát trong bộ phim Diên Hy Công Lược. Trong khi Kim Lý và Vương Quán Nhật vẫn bất phân thắng bại vì vẻ điển trai, Hồ Ngọc Hà và hot girl đỉnh đám Lily May Mark cũng có màn đọ sắc 19-10. Không chỉ tỏa sắc rạng rỡ tại sự kiện, Hà Hồ đã thông qua trang cá nhân đính chính thông tin sai sự thật về mình và Cường Đô La. Trước đó, nữ ca sĩ chia sẻ về việc một bạn trai cũ khiến cô khóc vật vã đến mất ăn mất ngủ 7 ngày Tết và chỉ nhận vọn vẹn ba chữ anh nhớ em mùng 7 Tết. Hồ Ngọc Hà đáp trả, muộn rồi và sau đó cả hai chia tay. Cô cũng cho biết hiện người ấy vẫn còn quan hệ tốt với cô, thường xuyên hỗ trợ cô trong công việc. Sau đó có nhiều tin đồn cho rằng người khiến cô khóc không ai khác là Cường Đô La. Trên trang cá nhân, Hà Hồ đã phải chia sẻ một bài báo có title về việc mình khóc 7 ngày đêm chia tay với chồng cũ. Kèm theo đó, nữ ca sĩ viết, trời đất ơi, không có chuyện đó đâu nha, bớt bớt dùm, mình kệ là kệ khi trẻ, chưa có con rồi thì không rảnh để thất tình. Trong đêm nhạc của mình tại Đà Lạt vừa qua, Hà Hồ đã có những chia sẻ hiếm hoi về chuyện tình yêu mà cô đã trải qua. Nữ hoàng giải trí tiết lộ hai lý do khiến cô phải nói chia tay người yêu, khiến khán giả phải suy nghĩ. Quý vị cũng biết em rồi, song gió nhập vùi không thương tiếc. Hà cảm ơn rất nhiều những tình yêu ở trong quá khứ, vì để chịu đựng được Hà là một điều hết sức khó khăn, để dừng lại những câu chuyện tình yêu đấy. Không biết quý vị thì sao? Còn Hà chỉ có hai lý do duy nhất. Một là không còn điều gì để có thể chia sẻ với nhau nữa. Hai là có một người nào đấy xuất hiện và tình yêu đấy buộc phải kết thúc. Trong câu chuyện tình cảm đấy, Hà đã từng là người lệ thuộc, phụ thuộc vì người đó đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của mình tại thời điểm đấy. Và cứ lần nào mà nhận nhau thì Hà phải lại người nợ nụ cười trước. Tuy nhiên đến thời điểm này, Hà Hồ lại rất tự hào kể về tình yêu của mình, bộc bạch hết con người của mình khi yêu. Khán giả yêu quý của Hà luôn luôn có một mục đích và hạnh phúc riêng của mình, giống như Hà bây giờ. Hà vô cùng tự hào để nói về câu chuyện tình yêu vì ngay từ đầu, tình yêu này đã thay đổi Hà. Hà ngang tàng, bướng bỉnh, Hà bất cần, Hà lúc nào cũng xua đuổi, anh đi đi. Nhưng thực ra đến cuối cùng, trong lòng mình lại không phải mong người ta đi, mà là mong độ lì của người ta, bắt người ta đi nhưng người ta phải ở lại. Và Hà luôn luôn suy nghĩ là phải tìm được một người thấu hiểu mình. Thậm chí là hiểu cả những khi mình không thể chia sẻ ra nhưng vẫn phải hiểu mình, nhưng chắc chắn sẽ không có điều đấy đâu ạ. Đặc biệt là anh Tây con này, thích thì nói thẳng ra chứ bắt anh ấy ngồi đoán thì không đoán đâu, chắc chắn cũng không bao giờ hiểu và không bao giờ đoán được. Có thể thấy sau bao trắc trở tình duyên, Hà Hồ và Kim Lý đã cùng nắm tay nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất để đến được bến bờ hạnh phúc. Chính Hà Hồ cũng khẳng định ông xã giờ đã trưởng thành hơn và là chỗ dựa vững chắc cho cô và các con. Nhân ngày sinh nhật của chồng, chính Hà Hồ xạ loạt khoảnh khắc tỉnh từ bên ông xã Kim Lý cùng lấy chiếc sinh nhật đầy ngọt ngào gửi tới ông xã. Nữ ca sĩ viết, chúc mừng sinh nhật anh yêu Kim Lý, cảm ơn anh vì ngày của anh mà vẫn phải chiếu em, chiếu khán giả của em. Bà mẹ ba con không ngại khi tự bốc trần nét đánh đá của bản thân. Nữ ca sĩ hài hước viết, sinh nhật anh em sẽ ráng gất cái nét đánh đáo của mình lại. Chúc anh tuổi mới sẽ thành công hơn với dự định lớn đang thực hiện và mong anh luôn khỏe mạnh để bên em và các con. Liên tục tham dự sự kiện cùng nhau, cặp đôi thể hiện tình cảm mặn nồng khi nắm tay nhau ngọt ngào, chỉ hành động tinh tế ôm nhẹ vợ, cùng đủ để Kim Lý ghi điểm cho mắt mọi người. Bao năm vẫn vậy, ông xã Hồ Ngọc Hà luôn là người hộ tống vợ tham dự nhiều sự kiện khác và luôn đứng cạnh bà xã. Cả hai quấn quýt không rời khiến dân mạng tan chạy con tim. Hồ Ngọc Hà Kim Lý là một trong những cặp vợ chồng sao Việt được công chúng khen ngợi đẹp đôi nhất nhì showbiz. Họ bền duyên từ năm 2017 khi đóng chung cho một dự án âm nhạc. Sau 3 năm yêu nhau, cả hai quyết định về chung một nhà khi đăng ký kết hôn vào năm 2020 và đón cặp song sinh Lisa và Leon. Đến nay cặp đôi vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên cô cho biết sau này nếu các con mong muốn cả hai sẽ làm đám cưới. Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng cho biết bản thân là người ghét hôn nhân bởi đó là thứ không chắc chắn và không ai dám nói về ngày mai. Thế nhưng cô tự hứa sẽ cố gắng cân bằng, sẽ yếu đuối cũng như thành thật tới giây phút cuối cùng và biết cách nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình.
giọng ca tìm lại giấc mơ nhắn nhụ với Kim Lý. Em đã nói ngay từ đầu, em là đứa ghét hôn nhân, thứ mà chẳng ai dám nói về ngày mai, chẳng dám khẳng định, thậm chí giấu nhẹm vì sợ sau này phải đi hốt những tàn dư thì mệt. Nhưng em sẽ cố gắng cân bằng, em sẽ yếu đuối và em cũng sẽ như anh thần thật đến giây phút cuối cùng và biết nắm giữ những gì mình cần chăm sóc như cách anh đã dạy em 3 năm qua. Tuy chọn sống bên nhau như vợ chồng thực sự, thế nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn không muốn tổ chức đám cưới mặc cho nhiều lần được Kim Ly đến tiếng, được hỏi về lý do nhiều lần thấy thác để không mặc váy cưới, nữ hoàng giải trí thẳng thắn thừa nhận bản thân lười. Hồ Ngọc Hà chia sẻ, đám cưới cô dâu chú rể chắc cũng tạ tơi, bởi vì thật ra nếu làm nhỏ gọn cũng không được, còn nếu mời hết cũng lớn chuyện quá. Đi chào từng bàn, thay mấy bộ đồ xong đứng trước mặt mọi người nói mấy câu ngọt ngào, ôi thôi xấu hổ lắm, không làm được. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn tiết lộ chuyện Kim Lý có mở lời hy vọng năm sau cả hai tổ chức hôn lễ, tuy nhiên cô vẫn còn khá đắn đo. Ông còn nói là sang năm làm nhá, chị cũng đáp, ừ thì để coi sao, ông nói ít nhất một lần trong đời phải cho tôi mặc đồ chú rể chứ, thì để xem tình hình Lisa, Lê Ông có yêu cầu không, nếu bé yêu cầu thì mình làm. Theo Vietnam Express, ngoài tình cảm lãng mạn, vợ chồng Hồ Ngọc Hà, Kim Lý dành cho nhau sự chăm sóc, sát cánh trong cuộc sống, công việc. Kim Lý cho biết, Hồ Ngọc Hà nổi tiếng bận rộn với công việc nhưng khi về đến nhà, cô trở thành một người vợ, người mẹ đúng nghĩa, làm tất cả từ nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát và chăm sóc các con. Đổi lại, nữ ca sĩ trân trọng sự chu đáo, lo lắng tận tình của chồng dành cho vợ con. Những lúc đi sự kiện, lưu diễn, Kim Lý đều ở bên cạnh để vợ vững tâm. Tôi rất thương ông xã vì mọi người cứ nghĩ có lẽ anh ấy rảnh rỗi nên lúc nào cũng đồng hành với vợ như vậy. Không ai biết, anh ấy phải hy sinh công việc riêng, anh thương vợ đi một mình sẽ buồn và cô đơn, Hồ Ngọc Hà từng nói. Vợ chồng Hồ Ngọc Hà thường đưa các con đi chơi nhiều nơi để giản dị hơn, gần gũi với thiên nhiên. Bé Lisa được nhận xét thừa hưởng nét xinh đẹp dịu dàng của mẹ, còn Lê Ông được ví là bạn sao của Kim Lý. Trên trang cá nhân, ca sĩ luôn cảm ơn ông xã đã chi dạy, yêu thương con trai riêng của cô, Subel. Subel quấn quýt bên anh Kim Lý là minh chứng cho trái tim giàu tình thương của anh, và giờ mỗi lần thấy cách anh ấy nhìn Lisa và Lê Ông khóc, và biết rằng các con may mắn như có một người cha như anh, cô viết. Hà Hồ cho biết cô và bạn đời có quan điểm khác nhau nhưng không vì vậy mà cả hai tranh cãi. Sự khác biệt thúc đẩy cô trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, theo Kim Lý. Điều quan trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn là luôn phải đối thoại. Chúng tôi còn có một quy định là không được nhịn sự tức giận đó đi ngủ. Ban ngày có gây gỗ lớn thế nào, khi đi ngủ tôi luôn ôm và hôn cô ấy. Đó thật sự là một điều tốt cho cuộc sống của một cặp vợ chồng, diễn viên nói. Nhìn lại đường tình duyên của Hà Hồ mới thấy cô gặp bao trắc trở và lận đận. Ấy vậy mà từ khi gặp Kim Lý thì cuộc đời nữ ca sĩ chỉ toàn bình yên và hạnh phúc. Phụ nữ ở tầm tuổi này rồi, chỉ cần một tổ ấm trọn vẹn và đủ đầy lắm. Đâu còn đòi hỏi gì hơn. Quá ngưỡng mộ Hà Hồ, sự nghiệp, gia đình và nhân sắc, cái gì cũng định của định, quá hàn hạ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.